ta đã cùng quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi sẽ luôn luôn hẹn quý vị trong khung giờ quen thuộc, đó chính là 21:15 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, và hai đội chơi sẽ xuất hiện để tham gia thách đố với nhau qua 3 vòng. Nếu như đội nào có số điểm cao hơn, đội đó sẽ có cơ hội chinh phục giải thưởng cuối cùng ở vòng thứ tư mang tên Về Nhà Đi Ăn là 50 triệu đồng. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị, hai nghệ sĩ khách mời tham gia chương trình tuần này sẽ xuất hiện sau khi mọi người nhìn về cánh phải và nhìn về cánh trái. 1, 2, 3, ra nào hai em. Quý vị thân mến, đây là hai nghệ sĩ tham gia vào tuần này. Chắc là giới thiệu cho tất cả quý vị khán giả về cái cảm xúc của mình, cũng như ngày hôm nay hai đội chơi sẽ có những bạn trẻ như thế nào nha. Rồi, em trước đi Kiều. Hôm nay cùng đến chơi với em đó là một bạn rất là trẻ trung năng động, đó chính là bạn Chim Hải Sơn. Rồi, mời Sơn ra luôn. Bên đây kiểu ra là khỏi chào hỏi gì trơn, ra là cứ giới thiệu vạc tin e rồi ra là ra luôn, hiểu không? Rồi, không sao, người ta hơi vội, mình không biết là có từ tốn để bình tĩnh. Em phương châm là em sống chậm, mình cảm nhận nhịp sống. Rồi ngày nào giới thiệu bạn ra? Mình chơi xong hết 4 vòng đi rồi bạn ra cũng được. Câu hình đó. Đúng rồi, đúng rồi. Đùa thôi, xin chào anh Minh Sầu, chào đội bạn và chào quý vị khán giả. Em là Huỳnh Quý và rất vui khi đến với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Thì Về Nhà Đi Ăn là cái từ, là một giống như là một từ mời gọi. Anh nghĩ là một lời chào. Một lời chào đó, Về Nhà Đi Ăn. Chào anh, Về Nhà Đi Ăn, ừ, về luôn. Không, đúng không, Về Nhà Đi Ăn là phải cái người khác, không phải là kêu em về, mà một người bạn của em, một người nữ. À, một người nữ xinh đẹp, trẻ trung, hồi nãy là em vô tình em bắt gặp được, em làm quen được trên đường đi tới đây. Trên đường đi, là làm quen, là làm tới quen, chơi luôn. Tới chơi luôn. Hay quá. Chơi xong rồi kêu Về Nhà Đi Ăn. Khoan nha, tôi nhớ nhà trong này nha. Nhưng mà không biết là hình như là mình cũng ý lâu năm rồi em hả? Thì bởi vậy chứ sao mà mình cũng hơi dễ dãi đó. Không, đâu có dễ dãi đâu. Không, đâu có dễ dãi đâu. Phải kỹ, phải tìm hiểu. Nhờ chương trình này để coi, tìm hiểu coi là có hợp nhau không. Giới thiệu luôn. Rồi, vào đi em. Chào anh Minh Sù, chào đội bạn và chào tất cả mọi người đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Quyên và hiện tại thì em đang làm công việc ở một phòng sự kiện. Em cũng mới gặp anh Quý 2 tiếng luôn. Rồi có tìm hiểu gì nhiều chưa? Nãy là gặp ảnh là trong cái trường hợp rất là nghiệt ngã, là ảnh bị công an thổi xe. Trong trường hợp đó, một là em là công an, hai là em cũng bị thổi chung. Tại vì anh Quý là vượt tốc độ, em ở sau em chạy theo, hai đứa bị bắt chung luôn. À, thật là rất là hữu duyên. Dạ. Mình tại vì mình ế lâu năm mà giờ gặp được Quyên. Em không cần phải nói cái đó, ai cũng biết em đấy. Dạ. Ừ, hôm mai phải cho em như đó, giống như là nắng hạn mình gặp mưa rào vậy đó. Ừ, gặp bạn Quyên tại vậy. Mình bị thổi phạt vì vượt quá tốc độ một xíu xíu thôi. Tại vì gấp, tới đây quay hình. Em đừng có nói vậy, đổ thừa cho chương trình không có được. Không, em có tiền thôi. Không có. Em tới đây em quay hình để chi? Em học hỏi những cái an toàn giao thông, những cái quy tắc, những cái bài học để rút kinh nghiệm cho bản thân. Đúng, quá bổ ích luôn. Bên đây thì người ta có gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa rồi ha, gặp gỡ nhau rồi, cái duyên rồi ha. Tới đây rồi, hy vọng rằng là 50 triệu. Bên đây kể quá kể em Kiều. Dạ. Sơn, dạ. Hai đứa phải làm sao để cho câu hình lại trước bên đây nấu quá. Sao em? Lời nói đầu tiên cho em sẽ gửi lời chào đến quý vị khán giả đang xem chương trình Về Nhà Đi Anh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Chim Hải Sơn. Và em đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Kể cho anh nghe coi, có những cái kỷ niệm nào khi mà mình đi lưu thông ở trên đường đó mà mình gặp phải một cái trường hợp vui cũng được, hoặc là cái trường hợp mà mình bị phạt cũng được, hoặc như thế nào cũng được, có nhớ cái nào không, kể anh nghe. Em cũng có lần đi chợ thì đang đi thì quên bật xi nhan, thế là em bị công an thổi vào. Rồi sao, đứng đằng nỉ phải không? Không, thì cũng đóng phạt, nhưng mà phải gọi người nhà ra đóng giùm mới được đi, tại cái lỗi của mình. Nhưng anh hỏi, cái lúc mà mình bị công an thổi vô á, mình không biết là mình sai, đúng không? Nhưng mà khi mình bị thổi vô, cái tâm lý của mình lúc đó làm sao? Quéo đúng không? Em bị lỗi gì? em nói được
Nói chung là em dấp 80 câu lận. Hiểu. Rồi sau đó thì mình đã có thêm kinh nghiệm. Rồi mình có bị phạt lần nào nữa không? Lần sau là em đi bất cứ đâu, quẹo bất cứ chỗ nào em đều là nhanh hết. Chính xác. Hai đội chơi ngày hôm nay cũng đã có nhiều tinh thần rồi. Nhưng mà Minh Xu muốn là các bạn đặt cái tên cho đội của mình đi. Đội mình tên gì nào? Tại em lấy tên là như đã nói là tìm hiểu rất là kỹ. Một, em hai, là tên Kỹ. À, có nghĩa là mình kỹ tính hả? Mình kỹ tính, mình kỹ trong việc chạy xe. Sau hàng loạt lần mà bị phạt thì bây giờ phải kỹ lại một tí xíu. Và sẽ có nhiều kỷ niệm. Bên đội này đội kỹ, đội bên mình. Chắc đội em có vẻ hơi trái ngược một chút. Không sao em ạ, mình cá tánh. Đội của em quyết định lấy là tốc độ. Hợp lý. Nói chung tốc độ nhưng phải an toàn cho bản thân mình và những người xung quanh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mở ra những câu chuyện mới về an toàn giao thông với hai đội chơi. Xin mời! Hai đội chơi đã về vị trí của mình rồi đúng không ạ? Vậy bây giờ cho Minh Xù muốn nghe cái quyết tâm của các bạn đi. Một cái câu slogan gì đó cho đội của mình ngày hôm nay. Tại vì bây giờ sẽ bắt đầu khởi động với chương trình đây. Rồi xin mời đội kỹ. Đội em đến đây ngày hôm nay với một phương châm là chơi thật kỹ, giành chiến thắng chứ nhỉ. Có một bạn hơi dấp nhẹ ha hỉ. Dù kỹ lắm phía sau mà quan trọng là chơi kỹ thôi. Dạ. Hợp lý luôn. Dạ xin mời đội tốc độ ạ. Đội tốc độ của tụi em sẽ có một câu slogan đó là An toàn là bạn, tai nạn là thù. Cho nên là bọn em chơi rất là phải cẩn thận và không để xảy ra sơ suất gì. An toàn là bạn mà tôi thấy đặt cái tên không hề dính dáng tới cái slogan. Nhưng mà vấn đề cái tốc độ đây, người ta nói là tốc độ đây là tùy lúc, đúng không? Ví dụ như là ở đường cao tốc không thể nào mình chạy 10 km/h được. Đó. Và ở những cái khu vực mà chung cư, chợ hay là không thể nào 100 km/h được, đúng không? Tốc độ nhưng hợp lý thì các bạn sẽ có cơ hội chiến thắng nhé. Tự tin lên. Rồi và bây giờ hai đội chơi cũng như tất cả quý vị khán giả hãy cùng Minh Xu bước vào vòng thi đấu đầu tiên mang tên Khởi Động. Thân mến, đây là chương trình Về Nhà Đi Anh và chúng ta đang bắt đầu với vòng đầu tiên được mang tên là Khởi Động. Vòng 1, Khởi Động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Khi mỗi biển báo xuất hiện trên màn hình LED, người chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Một biển báo đúng sẽ tương ứng với 1 điểm. Bây giờ các bạn cử ai ra thi trước? Trời ơi, Kiều, tự tin vậy luôn. Giờ qua bên này. Bên đây là một chàng trai thì không biết bên đây là ai ạ? Bây giờ mình cho đàn gái thi với đàn trai đi. Hãy tin vào em. Bạn em cá tính lắm. Tùy các bạn thôi. Ai tự tin thì ra thi đấu trước. Ok, vậy thì em ưu tiên cho bạn nữ đội em. Xin mời hai nghệ sĩ, chúng ta trở về vị trí bên này ạ. Thế các bạn có muốn chia sẻ hay là lời khuyên gì không để cho các bạn thi đấu? Em chỉ muốn nói với đội em là cố lên thôi. Cố lên, Quý. Nhớ tên đội mình nha em, kỹ nha. Hợp lý, còn tôi thì dặn nhẹ các bạn là ngồi đây là coi như mình mất tiếng nha. Không được lên tiếng nha. Lên tiếng cái là nhường quyền cho đội còn lại liền. Hai bạn trẻ, chúng ta sẽ bắt đầu đến với lượt đầu tiên. Bức hình, biển báo đầu tiên, xin mời. Nhấn. Mời Sơn. Dạ là cảnh báo 2 chiều. Cảnh báo 2 chiều ở phía trước, đúng không ạ? Tại sao em nghĩ là cảnh báo 2 chiều phía trước? Hai cái chỗ mũi tên nó đi ngược với nhau. Em nghĩ đó là làn đường 2 chiều. Chúc mừng! Một điểm đầu tiên. Đây là biển báo giao nhau với đường 2 chiều. Dạ, hoàn toàn chính xác. Và bây giờ, để xem đội kỹ có một cú bấm chuông hợp lý hay không. Xin mời biển báo. Em đúng không? Em á? Dạ. Thưa anh Minh Xù, đây là biển báo cấm xe tải chở hàng nguy hiểm. Thật sự ra cái biển báo tròn mà có dấu chéo này là chắc chắn là biển báo cấm rồi. Chính xác, em học hôm qua em nhớ cái này là dấu cấm nè. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hay quá em ơi. Nhưng mà chúng ta phải là cấm xe ô tô ha. Có nghĩa là có rất là nhiều loại xe hoàn toàn khác nhau. Nhưng đây là biển báo cấm ô tô chở hàng nguy hiểm. Một điểm dành cho đội kỹ, chúc mừng. Biển báo số 3, xin mời. Mời em, Quyên luôn. Cái này là biển báo giới hạn tối thiểu khoảng cách giữa hai xe với nhau. Khoảng cách
tối thiểu giữa hai xe. Giữa hai xe là 8 mét. Đây là một đáp án. Đúng, chúc mừng. Tên chính xác của nó nha là biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe. Nó cũng hợp lý, nói chung là các bạn cứ phân tích làm sao mà gần gần giống với đáp án của chương trình thì chúng tôi sẽ xác định. Và biển báo tiếp theo, xin mời. Lại một lần nữa giành quyền rất là nhanh, mời em. Dạ, cái biển báo này em có thấy rồi. Em thấy ngày xưa em đi ô tô với anh em chở em á, là em thấy có cái biển báo này là ở phía trước có vực, có bờ kè, nguy hiểm. Có vực, nếu mà có vực thì tự vực nhiên kè, mình... kè, nguy hiểm, sông gì đó. Nhưng mà có... tự nhiên có vực mà mình lao xuống làm gì? Là bởi vì phía trước người ta lao nhiều quá rồi, bây giờ ta đặt... Ở phía trước người ta lao nhiều quá rồi hả? Đây là biển báo, báo hiệu là có vực ở phía trước. Vực phải sâu mới đúng nha, nhưng mà vực thì cũng hợp lý rồi. Chúc mừng! Yeah! Biển báo kè hoặc là vực sâu ở phía trước. Biển báo tiếp theo, xin mời. Nhớ. Cái này dễ, cái này rất là dễ. Cái này là biển báo đường hẹp bên phải. Đây là một đáp án rất tự tin và hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Biển báo chính xác của chương trình là biển báo đường bị hẹp bên phải, hoàn toàn hợp lý. Kiều ơi, em có muốn nói gì không với Sơn cho nó có tinh thần nè? Em ơi, đội mình tốc độ, mình phải nhanh hơn chút xíu đi em. Cố gắng lên. Và bây giờ sẽ là biển báo số 6, xin mời. Đây là lượt của Quyên. Dạ, đây là biển báo cấm đi ngược chiều. Hoàn toàn chính xác chú ơi. Biển báo cấm đi ngược chiều, đây là một biển báo xuất hiện khá là nhiều ở các khu vực mà an toàn giao thông, nhưng mà chỉ có một chiều mà thôi, đúng không ạ? Anh không muốn nói gì với Sơn cả, anh muốn em tập trung nhiều hơn thôi. Xin mời biển báo tiếp theo. Nhấn. Ai khóc nỗi đau này. Rồi, xin mời Quyên. Cái này là đậu xe một phần trên vỉa hè. Nhưng mà tại sao em nghĩ là đậu xe trên vỉa hè mà không phải ở một vị trí khác? Tại em thấy ở trên nó có một cái thềm và ở dưới là mặt đường. Hợp lý. Có cái chữ P này là đốn đổ xe. Dạ. Và đây là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng. Và đây là biển báo tiếp theo. Ừ, Sơn ơi, thời mình tơi rồi em ơi. Không biết nè, cái này không biết cấm luôn. Cấm đổ xe ngày chẳng. Hợp lý, chúc mừng. Biển báo chính xác là biển báo cấm đổ xe ngày chẳng, hoàn toàn chính xác. Một điểm dành cho Sơn. Số điểm ít ỏi em ha. Ráng lên nha. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. 8, mời Nguyên. Hết đường ưu tiên. Biển báo hết đường ưu tiên. Thường nó có cái xuyệt xuống á là báo hết. Dạ, em thì thấy cái trắng là em biết cái ưu tiên. Còn bây giờ gạch là em nghĩ là cấm hay hết gì đó. Mà cấm đường ưu tiên thì kỳ, chắc hết đường ưu tiên. Đây là một đáp án chính xác chứ mà. Biển báo hết đường ưu tiên. Giống như em phân tích, cái hình ở bên trong là ưu tiên. Dạ, em biết. Anh phân tích cái xuyệt đó là hết. Đó, và biển báo này hình màu xanh, hình vuông thì là biển báo phía trước có cái đó. Hoàn toàn chính xác. Và đây là biển báo cuối cùng dành cho lượt thứ nhất. Mình đang được có 2 điểm mà Sơn, người ta được 7 điểm rồi. Ráng lên. 1, 2, 3, lên. Xin mời Quyên. Sơn ơi. Này quá dễ luôn á. Dạ, cái này là biển báo trạm cấp cứu. Trạm cấp cứu là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Oh yeah. Chúng tôi cũng xin được nhẹ nhàng thông báo thôi. Quyên đã mang về cho đội mình là 8 điểm. Chúc mừng. Thôi, đồng nghĩa với 2 điểm còn lại thuộc về đội còn lại, tôi không muốn nhắc tên đâu. Tụi em, bây giờ cho một chút xíu cảm xúc, cái tâm lý thực tế nha. Em thấy sao về cái cú áp đảo này của Quyên? Thôi, bây giờ em trấn an đội em trước. Không sao, đã có chị lo. Hay, hợp lý, yên tâm, còn nhiều thời gian ở phía trước. Còn Quý sao? Anh đang lo. Anh đang lo, tại vì em giỏi quá, em kỹ quá. Cái gì em cũng biết hết đó, anh bởi vì anh phải càng cố gắng hơn nữa. Đúng. Cố lên thấy tên anh. Mời hai bạn về vị trí của mình. Rồi, đổi lượt. Hai bạn sẽ bước vào lượt thứ hai của chúng tôi ngay bây giờ. Bức hình biển báo đầu tiên, xin mời. Mời Quý. Cái này là biển báo cấm vượt. Cấm vượt là một đáp án không thể sai. Chúc mừng. Biển báo cấm vượt. Giỏi quá, giỏi quá. Chính xác luôn. Bây giờ sẽ là bức hình số 2. Đúng rồi, Kiều. Đây là biển báo cấm đổ xe ngày lẻ.
Hồi nãy là ngày chẵn, bây giờ là ngày lẻ. Chính xác, chúc mừng. Chúc mừng một điểm dành cho đội của mình. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Mời quý. Cái này là biển báo đoạn đường hẹp. Biển báo đoạn đường hẹp. Nhưng mà tùy vào biển báo. Ví dụ tròn là báo cấm thì biển báo tam giác hay là biển báo gì? Biển báo này biển báo cảnh báo. Cảnh báo gì? Cảnh báo phía trước có đoạn đường hẹp. Phía trước có đoạn đường hẹp. Cảnh báo đoạn đường hẹp. Hỏi trên phía trước đi cho nó chắc. Đó. Chưa chính xác. Mời Kiều. Đó là cảnh báo cái gì? Cảnh báo cầu hẹp. Không phải là đường hẹp mà là cầu hẹp. Chính xác. Yeah. Kiều, tại sao em biết đây là cầu hẹp chứ không phải là đường hẹp? Em nhìn thì em nghĩ nếu mà không phải đường hẹp thì đó chỉ có cái cầu thôi, nhìn nó cũng hình dạng cái cầu nữa. Coi như cái này là một màn cướp điểm đúng không? Rất là ngoạn mục. Chúc mừng đội của Kiều. Và bây giờ hy vọng rằng Kiều sẽ đúng cái tốc độ này ha. Chơi luôn. Bước hình tiếp theo. Rồi, xin mời Kiều. Đoạn đường hay xảy ra tai nạn. Tại sao em phân tích như vậy ạ? Em thấy có xe đâm vô như vậy đó. Và cái dấu chấm biển báo này là em gặp hơi nhiều, tại vì em là người Đà Lạt cho nên là những cái khúc cua ở trên cái đoạn đèo á, nó rất là nhiều cái biển báo này để cảnh báo mọi người. Hợp lý ha. Biển báo này là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Kiều. Biển báo đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông. Và bây giờ sẽ là bức hình tiếp theo. Xin mời. Mời Kiều. Bên phải là đường cụt. Biển báo bên phải là đường cụt. Và đây là một đáp án. Chúc mừng Kiều, chính xác. Đây là một biển báo xuất hiện trong chương trình này cũng khá là nhiều. Biển báo đường cụt bên phải, hoàn toàn hợp lý. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Mời Kiều. Cái chua này có vấn đề rồi. Thôi em à, cái này là do người ta nhanh hơn chứ có vấn đề gì. Ok, cho chị là có tốc độ đi. Đây là biển báo cấm. Cấm nha, biết cấm rồi gì? Đó. Nhưng mà cấm cái gì nha, em nhắc biển chị đó. Biển báo cấm. Coi như là em nhắc cấm chị. Cấm tất cả các loại xe. Biển báo cấm tất cả các loại xe là một đáp án. Chính xác, chính xác, chính xác, chúc mừng. Trời ơi. Hoặc còn gọi là đường cấm luôn. Coi như là không cho cái gì vào hết là đường cấm luôn. Phân tích mà hợp lý thì mình cảm thấy là cho điểm thôi. Biển báo đường cấm. Một điểm nữa dành cho bạn Kiều. Biển báo tiếp theo. Anh bớt bớt kỹ là anh Quý. Anh bớt bớt kỹ là anh Quý. Một lần nữa, mời Kiều. Đây cũng là một biển báo cấm. Cấm chạy xe vượt quá tốc độ 50 km/h. Biển báo cấm xe chạy quá 50 km/h. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Có nghĩa là không cho phép chạy quá cái tốc độ này đúng không? Biển báo tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h. Kỹ, ráng lên, tốc độ lẹ lên. 1, 2, 3 hình. Rồi, mời Quý. Biển báo này là cửa chui. Cửa chui là một đáp án chính xác, chúc mừng. Bao nhiêu cái cửa đúng không? Có biển báo cửa chui hoàn toàn chính xác. Chúc mừng một điểm cho Hình Quý. Biển báo xuất hiện. Biển báo là gọi là cấm trọng lượng vượt quá 7 tấn. 7 tấn, chốt chưa? Chốt. Chưa chính xác, mời Kiều. Biển báo cấm xe. Trời ơi, nó có cái gợi ý rồi nè, nó chỉ ở đâu. Là em phân tâm quá vậy. 5. Biển báo cấm xe chở hàng dưới 7 tấn. Chưa chính xác. Không phải là chở hàng mà vị trí đó là vị trí tâm điểm đúng không? Là trên một chiếc xe nào đó nó đều có cái trục xe. Cái đó là cái điểm quan trọng nhất dành cho xe để có thể cân đối cái xe. Chứ không thôi là sẽ bị nhấc cái đầu xe lên. Đây là biển báo hạn chế trọng lượng trên trục xe. Chia buồn nha hai bạn, chưa chính xác. Không, cái này hơi khó thiệt. Khó, có cái trục khó. Không sao, một điểm thôi mà, bỏ qua. Bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Mời Kiều. Em biết chị không biết đâu. Phân tích đi em, màu xanh là cái gì? Đây là biển báo cuối cùng rồi, nhớ chỉ không? Đường chỉ dẫn rồi đó. Chỉ đường chỉ dẫn hả? 5 4 3 2 1 Thôi hết giờ, thôi nhường quyền nha. Mời Quý. Đây là biển báo hết hiệu lệnh. Hết hiệu lệnh gì? Hết mọi hiệu lệnh. Hết mọi hiệu lệnh gì? Hết mọi hiệu lệnh của mấy cái lệnh nó ra hiệu chứ anh ơi. Thì đó, biển báo hết tất cả các hiệu lệnh cấm. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo hết tất cả các lệnh cấm. Thì thường á là biển báo này cái vòng tròn màu đỏ là cấm đúng không? Thì bây giờ màu xanh là gỡ ra hết, là không còn cấm tất cả các biển báo đó nữa ở cái khu vực đó. Rồi, điểm cuối cùng thuộc về Huỳnh Quý, chúc mừng.
Vậy là đội kỹ được 3 điểm và đội tốc độ các bạn mang về cho đội mình là 6 điểm. Chúc mừng! Trận đấu lật ngược tình thế. Mời hai em về với đội. Lý nha. Hai đội chơi thân mến, với vòng thi đấu khởi động đầu tiên, số điểm hiện nay như sau. Đội kỹ các bạn có được 11 điểm. Chúc mừng! Đội tốc độ các bạn có 8 điểm. Chúc mừng! Không sao, 11 và 8 thì trên nhau có 3 điểm mà thôi. Chúng ta sẽ bứt phá nhiều hơn ở những vòng sau nhé. Và đây là vòng thứ hai mang tên Hợp Sức. Xin mời! Quý vị thân mến, đây là chương trình Về Nhà Đi Ăn. Và tôi là Minh Dù đang dừng lại ở vòng thi đấu thứ hai được mang tên là Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Hai đội chơi sẽ không còn chơi từng người một nữa mà họ sẽ phải đồng lòng với nhau vượt qua thử thách của chương trình. Thực sự ra thì các bạn đã kể những cái câu chuyện về bản thân mình khi mà đi tham gia giao thông rồi và bị phạt như thế nào rồi. Nhưng mà cho Minh Sù hỏi, có một cái lần nào mà các bạn rơi vào một cái trường hợp phải xử lý ở trên đường luôn không? Ví dụ là thấy người ta bị tai nạn rồi mình đang lưu thông ở trên đó là mình nhường đường hay như thế nào không Quý? Bình thường thì em đi đường mà em thấy người ta đang bị tai nạn là em xuống xe, em phụ giúp coi người đó có cần giúp đỡ gì không. Nhưng dừng xe ở đâu? Dừng xe là em sẽ tấp vô lề. Chính xác. Rồi em rút chìa khóa khóa cổ xe. Khóa cổ xe lại. Dạ. Yeah. Phải an toàn, vừa phải giúp người ta mà cũng phải an toàn cho bản thân mình nữa. Chính xác. Theo anh thôi, anh thấy mà nếu như có xảy ra tai nạn giao thông, thứ nhất là mình phải ý thức không được gọi là tám đó, nhiều chuyện đó, mình ở lại mình dừng chạy chậm lại rồi tụ tập đông ở đó sẽ gây tắc nghẽn nè. Rồi đặc biệt hơn hết là những cái xe phía sau người ta không có di chuyển được. Đặc biệt hơn hết là nếu như nha mà có cái xe cứu thương đằng sau đi thì mình cũng không có nhường đường cho xe cứu thương được, thì nó cũng hơi nguy hiểm cho những người khác nữa. Còn Sơn thì sao? Em có kỷ niệm nào không? Em có một là em đụng người ta. Mình là người gây ra tai nạn luôn. Dạ. Lúc đó là buổi sáng, em đi chợ cho mẹ. Có một em nhỏ nên nó cứ cầm một món đồ nữa mà nó không có nhìn đường á, nó cứ cầm qua nữa như nó chơi cái món đồ đó thôi. Dạ. Mà hơn lúc đó kiểu như là em hất cái nó ra, kiểu vừa chạy vừa hất á, là hất nó ra ngã bên đây ngược lại. Em thì ngã giữa đường, hên không có xe ở sau đến. Hợp lý. Đây lại là một tình huống khác. Quý vị thấy không ạ? Đôi khi không phải chúng ta là người gây ra tai nạn giao thông mà là một cái tác nhân gián tiếp nào đó trên đường. Nhưng mà có những cái đoạn đường có cái biển báo là sẽ có trẻ em đi qua lại ở phía trước hoặc là chơi ở phía trước, thì chúng ta vẫn phải nên theo dõi những cái đó nhiều hơn. Và đặc biệt lưu ý là thôi, quý phụ huynh cũng nên giữ các em nhỏ của mình trong nhà, mình chơi trong nhà cho nó an toàn, hoặc là những cái khuôn viên an toàn nhất cho các em nhỏ của mình. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ bước vào thực tế luôn. 5 bức sa hình hoàn toàn khác nhau dành cho các bạn theo từng cấp độ luôn. Các bạn lưu ý rõ luật chơi đúng không ạ? Xin mời các bạn bước sa hình đầu tiên. Và câu hỏi của chương trình là xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này hết? Mời Kiều. Xe xích lô. Vì sao? Theo em được biết thì những xe mà nó bị vướng á, thì vướng tạm thì nó sẽ phải nhường cho những cái xe mà được quyền ưu tiên đi trước, em nghĩ vậy. Đáp án của chương trình là xe xích lô, bởi vì hai xe đi ngược chiều đến đường giao nhau cùng một lúc thì xe rẽ trái phải nhường đường cho xe đi thẳng và xe rẽ phải đi trước. Chúc mừng, 2 điểm thuộc về đội tốc độ. Bước sa hình thứ hai, xin mời. Câu hỏi chính xác của chương trình là xe con đi theo chiều mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông hay không? Hết. Án của em là đội em là có vi phạm. Vì sao? Bởi vì biển báo là bắt buộc là phải đi thẳng, không được đi vòng lại. Mà xe này nó đang đi lên mà nó vòng lại là nó bị vi phạm. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. 2 điểm thuộc về đội kỹ, chúc mừng. Đây là bức sa hình thứ 3. Theo như gợi ý trong bức sa hình này, xe nào vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời anh Kiều. Thưa anh là xe con. Vì sao? Vì là giải phân cách không có đứt khúc nên không có được. Xe con là một đáp án chính xác, chúc mừng. Đáp án chính xác là xe con vi phạm vì trên đường có vạch kẻ đường, giải phân cách này không có bị cắt, chia thành hai dòng đường phương tiện giao thông ngược chiều nhau, cho nên xe không được đi đè lên trên vạch quy định. 2 điểm một lần nữa thuộc về đội tốc độ. Coi như vòng này là một thắng một mười đó.
thấy đội này lấy điểm xong đội kia lấy điểm, đội này lấy điểm xong không biết đội kia có lấy điểm hay không. Xin mời bước ra hình thứ tư. Câu hỏi của chương trình là những hướng nào ô tô tải được phép đi hết. Một lần nữa mời Oanh Kiều, ráng lên em, lần này phải đúng nha, không thôi là nhường quyền nữa. Xe ô tô tải sẽ đi được hướng số 1 và hướng số 5. Vì sao? Tại vì có cái biển báo cấm ở phía trên đường số 2, thì em nghĩ là nó sẽ cấm luôn đường số 2, số 3, số 4 luôn. Ở phía xe tải chạy tiếp thì sẽ bị cấm. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Đây nhá, bởi vì là số 1 và số 5 á, thì xe ô tô tải được phép rẽ phải và quay đầu xe bởi vì không có bất kỳ những biển báo cấm nào cả. Thế nhưng rằng là hướng số 2, số 3, số 4 xe ô tô tải không được phép đi, bởi vì trước các ngã vào hướng số 2, số 3, số 4 á, thì có cái biển báo cấm xe ô tô đó, cho nên là cấm luôn cả ba cái hướng đó. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. 2 điểm nữa thuộc về đội tốc độ. Lượt cuối cùng của chúng ta trong vòng thi đấu số 2 này, bước ra hình cuối cùng, xin mời. Hướng đi nào xe tải được phép đi hết? Mời Oanh Kiều. Thêm nghĩ là 2 và 3. Tại vì 1 là nó cấm rẽ phải. Cấm xe tải. Cấm xe tải rẽ phải. Chỉ có 2 và 3 là có thể được phép đi. Còn nói gì nữa đâu, đúng rồi mà. Ừ. Chính xác, chúc mừng. Bởi vì là trên đường xe tải đang đi có cái biển báo cấm xe ô tô tải rẽ phải và các hướng khác không có biển báo cấm, nên xe tải được đi tất cả các hướng còn lại, có nghĩa là hướng số 2 và hướng số 3. Chúc mừng, 2 điểm nữa thuộc về đội tốc độ. Lần này có vẻ tốc độ của chúng ta sử dụng tốc độ hoàn toàn hợp lý với việc tăng tốc dành cho đội của mình, đúng không ạ? 4 câu đúng, các bạn được thêm 8 điểm nữa trong vòng này. Và đội kỹ, các bạn đúng thật rất kỹ, đúng một câu các bạn có 2 điểm trong vòng thi đấu này. Tổng điểm của chúng ta qua 2 vòng, đội kỹ các bạn được 13 điểm. Tốc độ đang vươn lên lội ngược dòng, 16 điểm, chúc mừng. Chúng ta chỉ có 3 điểm thôi, đang chênh lệch với nhau. Vòng 1 các bạn hơn 3 điểm, vòng 2 các bạn đang thua 3 điểm. Nhưng vòng thứ 3 này chúng tôi có tới 10 điểm cho đội nào chiến thắng. Nếu đội kỹ chiến thắng, các bạn sẽ chiến thắng luôn ở vòng 3 và các bạn có cơ hội bước vào vòng 4. Và ngược lại giống như vậy, đội tốc độ các bạn cũng có cơ hội nhận được 50 triệu trong vòng cuối cùng. Cố gắng lên nhé. Vòng thứ 3 của chúng ta mang tên Vượt chướng ngại vật, xin mời. Hey. Quý vị thân mến, đây là chương trình Về Nhà Đi Anh và chúng ta đã dừng lại ở vòng thi đấu thứ 3 được mang tên là Vượt chướng ngại vật. Luật chơi vòng 3 Vượt chướng ngại vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Ở trên sân khấu của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã dành thử thách cho hai đội chơi rồi. Luật chơi thì vô cùng đơn giản thôi, nhưng ở vòng này chúng ta rất cần sự hợp sức, hợp tác cũng như sự khéo léo của hai thành viên đến từ mỗi đội chơi. Và xuất phát của chúng tôi ở đây, một thành viên ngồi trên chiếc thao này sẽ cố định thăng bằng chiếc đầu của mình, làm sao giữ được cái đĩa này không để rơi những quả banh bóng bàn, mà người còn lại dùng tay của mình bỏ banh bóng bàn vào trong cái đĩa này. Sau đó người còn lại sẽ dùng lực tay của mình kéo cái thao và người bạn của mình đi vượt qua những chướng ngại vật. Dạ, em tưởng tượng là như vậy. Đó, theo cái mũi tên quy định của chương trình, mình không đi một đường thẳng mà mình đi một vòng xuyến. Đó, rất là ngọt ngào, dễ thương, nhưng không làm gì dễ với chương trình này. Đây là một chướng ngại vật rất dễ để cho các bạn rơi những quả banh bóng bàn này qua, bởi vì đây nó sẽ tâng lên nha. Tân 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 tân. Nhưng người ngồi trong thao vẫn phải giữ thăng bằng. Bạn ngồi trong thao không di chuyển gì cả, cứ ngồi im giữ thăng bằng thôi. Cái người kéo sẽ dùng tay của mình đặt những quả banh bóng bàn vào trong cái lọ thủy tinh. Nếu như nó tân ra bên ngoài là không tính nha, phải nằm ở trong lọ thủy tinh ở cuối chương trình ở đây. Luật chơi thì vô cùng đơn giản như vậy, nhưng có vẻ hơi khó khăn nếu như chúng ta không giữ được thăng bằng, đúng không ạ? Và trong vòng 2 phút, đội nào có nhiều banh bóng bàn về đích hơn, đội đó sẽ có 10 điểm trong vòng này. Các bạn thấy làm sao? Nghe Minh Sùng miêu tả thấy hơi ghê ạ. Sao, Quánh Kiều? Em thấy hơi căng thẳng anh ạ. Em căng ở đoạn nào? Em căng ở đoạn nào? Em căng đoạn này. Đoạn này á, nó là những cái gờ giảm tốc á, ở trên đường mình đi mình hay thấy. Người ngồi trong đó
phải thăng bằng dữ lắm, chứ không thôi là nghiêng đầu là rớt ngay lập tức. Trong quá trình di chuyển nha, nếu như mà quả bóng bàn của các bạn mà rớt xuống hết khỏi cái đĩa thì chúng ta sẽ quay trở về vị trí ban đầu. Nhưng nếu như còn một quả thì các bạn phải hoàn thành xong cái đường này. Nhưng mà anh thấy cái trò chơi này nó cũng có một cái thông điệp khá là hay. Tụi em có tưởng tượng ra được điều gì đó liên quan tới an toàn giao thông không? Em thấy là cái trò chơi này giống như là cái việc là một người ở phía trước lái xe và người ngồi ở sau là bản thân cái người ngồi trong cái thao giống như là người ngồi sau vậy đó. Yeah. Bởi vì tuy là mình không phải là người lái nhưng mà mình cảm thấy run sợ và hồi hộp không kém, bởi vì lỡ mà người lái có sơ sẩy một xíu thì sợ một, mà mình ngồi trong thao mình sợ 10 đó. Chính xác. Phải có sự phối hợp, cũng hay như bạn gái phía sau đừng có ngủ. đi chứ như mình đi xe mà chở đường mát quá bạn phía sau hay ngủ quên lắm. Dạ. Yeah. Bạn gái đừng có ngủ. Tự nhiên anh lại nhớ tới một cái câu chuyện này là mẹ anh luôn. Anh á là người lái xe xong chở mẹ anh. Cái người ngồi đằng sau không bao giờ tin người đằng trước hết trơn á. Mẹ lúc nào chậm thôi. Đừng cái khúc này từ từ thôi, đừng có quẹo trái quá. Đại loại như vậy. Đôi khi cái người đằng sau cũng làm cho người đằng trước hoang mang luôn. Cho nên phải tin tưởng là thứ nhất ha. Thứ hai là phải làm sao cùng với người tham gia lái xe phải quan sát luôn thay cho người lái xe để chúng ta xử lý được cái tình huống kịp lúc nha. Em nhớ câu chuyện của anh Minh chưa? Là mẹ anh nha. Không, em cùng cảm giác với mẹ của anh. Đúng không? Em ngồi sau em. em ngồi sau là em vỗ. Từ. Đó, y chang luôn. Hy vọng rằng thôi, mình chơi cái trò chơi này giải trí thôi. Mình không có quá căng thẳng như tham gia giao thông ở trên đường. Bây giờ hai đội mời cử một thành viên ra quảnh tù xì để xác định ai thi trước nào. Ok, quảnh tù xì ơi. Rồi, thắng được quyền quyết định. Nhường thi trước. Nhường thi trước, ra đây. Hai đứa ra đây. Quý vị thân mến, tùy theo cách chơi của mỗi đội mà số lượng banh đầu tiên các bạn muốn bỏ bao nhiêu trái thì tùy. Phải tin tưởng đội của mình nha. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, về nhà thôi anh ơi. Mời các bạn về vị trí. Về nhà thôi anh. Thời gian chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Em cứ giữ thăng bằng, cứ ngồi im. Tối đi về massage cổ sao? Về là bị đơ cái cổ luôn á. Trời ơi, cái gì mà nhiều dữ vậy? Đi theo quy định của chương trình nha. Rồi, cố lên Quyên, đúng rồi đó Quyên, chưa rớt một trái nào. Trong khi trên đây rất nhiều nha Quyên nha. Không được chạm vào chướng ngại vật. Rồi, qua đây là các bạn. Chắc cái đầu luôn nha, chắc cái đầu luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Cố lên, mạnh mẽ lên. Ê. Bình tĩnh. Rồi, xong, về luôn. Về. Rồi. Không, ở đây nhiều nè, không lấy. Rồi, lấy đây nhiều nè cho tiện. Vậy là cái đó chúng ta phải thật sự cẩn thận. Đúng rồi. Chính xác, nhanh lên, còn 30 giây, nhanh lên, còn 30 giây. Rồi, tới đoạn này em giữ cái nón lại. Nhanh lên, 20 giây, Quyên, giữ nón. Giữ hai tay luôn cũng được. Nhanh lên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian. Mời các bạn ra giữa để bình xù đếm banh. Chúng ta có số lượng banh cũng khá nhiều tại đây. Đây các bạn cùng đếm bình xù nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 quả banh. Em thấy sao? Nãy ngồi trên kia sợ thấy sao? Rồi thấy sao? Vậy vòng mình quan luôn. Quan trọng là cái điều là em sau khi chơi xong em đảm bảo được độ an toàn cho người con gái của đội em. Chính xác, đúng không? Dạ, đó là điều mà em ưu tiên hàng đầu. Sao Uyên? Bài học của em là mình là người bị động nhưng mà mình cũng phải khéo léo tìm ra những cái cách để hỗ trợ người đồng đội của mình khi lái xe. Dạ. Tầm nhìn của mình và phải vững chắc, vững tin. Dạ, ok, chúc mừng các bạn, 16 quả banh. Chúng ta đổi lượt nha, xin mời. Đây là vị trí của đội chơi số 2. Mời hai chị em sẵn sàng vào vị trí. Và bây giờ
thời gian dành cho đội tốc độ. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh Kiều không có được lấy banh nha. Sau khi bạn đó xuất phát rồi mà không được lấy banh nha. Trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cẩn thận, cẩn thận, đúng rồi. Hai chị em trở về tuổi thơ ghê á. Ê, bình tĩnh nha. Nhanh lên, thời gian đang trôi quá. Ê, cẩn thận, cẩn thận. Phải qua luôn vạch. Rồi, nhanh, 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 nhanh. Rớt xuống là không tính nha, rớt không được, không được. Rồi, về, về, về. Chưa, chưa, vẫn chưa, chưa được nhiều đâu. Chưa qua được con số mà đội Kỷ mang về. Các bạn còn lại 50 giây. Cố lên. Đổ luôn đi, đổ đi, đổ đi, về, 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 đại, 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 lẹ, lẹ, nhanh lên, nhanh lên. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, 10, 9, 8, nhanh lên, nhanh lên, 7, 6, 5, mời các bạn về vị trí phía giữa để tôi đếm banh. Số lượng banh là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 10, 1 quả banh. Yeah. Vậy có nghĩa là hồi anh sẽ hoàn thành lại cái nhan sắc của em lúc đầu xuất hiện. Cuộc chơi tới đây cũng đã dừng lại rồi. Cảm giác làm sao khi mà mình tiếc quá ở cái lượt thứ hai mà mình không về được ở cái vạch này. Thật ra tụi em cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ lắm rồi, nhưng không nghĩ là mỗi lần đi qua đó cái nó hơi bị gấp á, cho nên là bị giật giật xong cái em mất thăng bằng luôn, đúng không? Còn Sơn, em thấy em hơi gấp quá. Hơi gấp quá. Em có thấy chị Kiều nặng quá không em? Không đâu, tại chắc nó vướng cái gì chứ thấy nhẹ. Vậy hả? Vướng cái gì? Đội người ta chơi có vướng cái gì đâu. Vướng ở đây là vướng lại năm trái rồi, đúng không? Ra đây. Rồi, chiến thắng ra đây nào. Đây, đội này được 11 quả banh. Đội Kỷ được 16 quả banh. Chắc chắn là đội chơi chiến thắng vòng này sẽ được chúc mừng 10 điểm thuộc về đội Kỷ. Yeah. Vậy là chúng ta đã có một cú lội ngược dòng, đúng không? Ở cái vòng này. Chương trình ngày hôm nay có vẻ khá là hấp dẫn. Vòng 1 đội này thắng, vòng 2 đội này thắng và vòng 3 đội này muốn quay trở lại với chương trình. Và chúc mừng các bạn với số điểm mà mình mang về được là hồi nãy mình được 13, đúng không? Cộng với 10 là 23 điểm. Yeah. Con số rất là cao. Chia sẻ một tí xíu cảm xúc đi, và các bạn thấy như thế nào ở cái chiến thắng lần này? Ban đầu em nghĩ là đội em sẽ thua, tại vì đã bị một cái lần cái lượt đầu tiên là bị bỏ hoàn toàn. Chính xác. Do không có kinh nghiệm. Thì khi mà thấy cái lượt đầu của đội chị Kiều á, nó xảy ra một cách rất suôn sẻ, thì em nghĩ là chắc là lượt thứ hai rồi xong rồi mình nghĩ là mình thôi. Ai dè đâu lần sau tốc độ đã bị vượt quá giới hạn. Yeah. Thì cái đội Kỷ tụi em có cơ hội chiến thắng ngày hôm nay. Cũng cảm ơn chị với lại bạn Sơn đã tạo điều kiện cho đội em nghe. Thứ nhất là Minh Sùi xin được chúc mừng đội các bạn đã có cơ hội bước vào vòng cuối cùng nha. Còn đội mình thôi thì không may mắn chiến thắng, chúng ta vẫn có nhiều niềm vui. Các bạn có muốn nói gì với tất cả quý vị khán giả trước khi chia tay không ạ? Trước tiên là em sẽ chúc cho đội Kỷ sẽ lãnh được 50 triệu để đem về đã. Yeah. Thật ra tới đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với Kiều. Khi mà tham gia chương trình thì biết được thêm nhiều về những cái luật giao thông mà thực ra là mình đã cũng ít có tham gia. Yeah. Nên là mình ít biết, nên là tới chương trình này thì cập nhật thêm một số nữa. Còn Sơn thì sao, có rút được nhiều bài học kinh nghiệm cho mình hay không? Thông qua chương trình thì em rút ra được nhiều bài học. Mình phải cẩn thận và an toàn hơn. Thông qua đó biết được về biết hiểu thêm về cái những quy định của giao thông,
Quý vị thân mến, cho dù chúng ta lái phương tiện nào đi chăng nữa, vẫn phải an toàn là trên hết quý vị nhé. Hàng tuần sẽ mở ra rất là nhiều câu chuyện về an toàn giao thông khác nhau cho chúng ta cập nhật một cách kỹ lưỡng hơn. Và ngày hôm nay, cảm ơn đội Oanh Kiều cũng như là bạn Sơn đã tham gia chương trình tuần này. Không sao, mình đừng buồn, mình sẽ nhận được rất nhiều niềm vui bằng cách là chúng ta sẽ theo dõi lượt thi đấu cuối cùng của đội Kỷ nha. Chúc mừng các bạn. Xin được chào mừng mọi người đang quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và chúng ta đang có mặt ở vòng cuối cùng, vòng đặc biệt luật chơi vòng 4 Về Nhà Đi Anh. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Và đội chơi chiến thắng ở vòng 3 đã có cơ hội nhận được 50 triệu đồng nếu như hai nhân vật may mắn của chương trình ngày hôm nay các bạn hoàn thành xuất sắc lượt thi đấu của mình nhé. Các bạn thấy sao ở vòng cuối cùng này ạ? Em bây giờ chỉ thấy là sắp được 50 triệu rồi đó. Ừ, đúng như ước nguyện ban đầu. Dạ. Quý em thấy sao, em có bị áp đảo ngày hôm nay không? Thực sự thì đến với chương trình ngày hôm nay là như đã nói là biết khá là nhiều về những kiến thức mới về giao thông. Mình đảm bảo được độ an toàn cho bản thân cũng như là cho những người xung quanh. Dạ. Và đồng thời thì mình biết thêm một mối quan hệ nữa với bạn nữ, bạn Nguyên rất là dễ thương và đáng yêu. Trời ơi, nói cái gì nữa. Thôi nè, lấy một trong hai bao đi. Là có tiền sẵn không? Có. Rồi em lấy một trong hai cái nào cũng được. Không, mà lấy mình không có tiền đâu. Rồi đi về luôn. Đi về đó, mở ra cho mọi người biết được đó là cái gì. Mở nè, đó là gì ạ? Tinh tinh tinh. Câu hỏi tự luận, đúng không? Các bạn bốc thăm gói câu hỏi tự luận, các bạn sẽ có 3 phút để trả lời. Cố gắng lên nhé. Yên tâm, hôm qua em đã nghiền nát cái Về Nhà Đi Anh với em học tất cả các bộ luật của an toàn giao thông rồi. Bây giờ các bạn nhìn lên màn hình LED nè. Thấy cái gì? Thấy chiếc xe không? Anh sẽ hô biến nó để nó bự lên để cho nó hoành tráng. 1, 2, 3, lên! Đó! Được ạ. Sẵn sàng chứ đâu? Sẵn sàng rồi. Và bây giờ 3 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Tại ngã ba hoặc ngã tư không có đảm bảo an toàn, người lái xe phải nhường đường cho xe đi bên đường nhánh bất kỳ hướng nào tới, đúng hay sai? Sai. Chính xác. Khi lưu thông trên đường, người điều khiển xe mô tô bắt buộc phải trang bị cho mình phụ tùng nào để đảm bảo an toàn khi lái xe? Nón bảo hiểm và đồ bảo hộ. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo, trên đường có nhiều làn đường, khi điều khiển phương tiện ở tốc độ chậm thì người lái xe phải đi ở làn đường nào? Đi ở làn bên phải ngoài cùng. Chính xác, chúc mừng. Biển báo giao nhau với đường sắt có hình đoàn tàu lửa và rào chắn, đúng hay sai? Sai. Vì một là có rào chắn, hai là tàu lửa không. Hoàn toàn chính xác. Quý ơi em chơi đi quý. Người điều khiển xe mô tô dưới 50cm khối bắt buộc phải có giấy tờ gì? Giấy phép lái xe và bảo hiểm. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Hãy điền vào ô trống sau đây. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân và mỗi người. Chính xác, chúc mừng. Câu hỏi ơi, 50 triệu thôi phải các bạn ơi. Em tự tin từ đầu cho tới cuối. Quý, em tìm đúng người rồi đó. Đã giúp cho đội mình có được 50 triệu đồng ngày hôm nay. Hai bạn phải cảm ơn nhau, ngày hôm nay đã sát cánh bên nhau, có nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau và đặc biệt hơn hết là những giá trị rất cao. Chúc mừng một lần nữa, 50 triệu đồng thuộc về đội chơi Kỷ ngày hôm nay. Xin mời các em ra sân khấu để nhận thưởng nào. Quý vị thân mến, 50 triệu đồng của chương trình này dành cho đội chơi xứng đáng. Và tôi tin là ngày hôm nay các bạn đã truyền cảm hứng rất là nhiều dành cho tất cả quý vị khán giả. Chúc mừng các bạn một lần nữa. Thường thì ở cuối chương trình thì Minh Xù hay có những cái câu thơ nó liên quan về an toàn giao thông dành cho tất cả mọi người. Thế bây giờ là làm khó các bạn một lần nữa. Nào, nghĩ một cái đoạn thơ ngắn ngắn là đó thôi. Thường là tức cảnh sinh tình. Dạ. Bây giờ ẩm 50 triệu là thơ không à, thơ bay ra giải đây. Quá xinh thơ luôn. Hôm nay đến với chương trình bổ sung kiến thức an toàn giao thông. Hên hên lãnh 50 triệu đồng. Đừng lòng vòng nữa, về nhà đi anh. Yeah.
Ngày hôm nay đúng như cái tinh thần ban đầu mà đội chơi kỹ của chúng ta đã mong muốn đúng không ạ? Bên cạnh là có một cái duyên gặp nhau ha, rồi có nhiều thời gian ở bên nhau ngày hôm nay và có 50 triệu đồng nữa. Chúc các bạn sẽ có tình yêu thăng hoa trong tương lai. Vâng, còn tất cả quý vị khán giả thân mến, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt những khoảng thời gian vừa qua. Đừng quên nhé, tuần sau vẫn có hẹn với chương trình Về Nhà Đi Anh, khung giờ quen thuộc 21:15 ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ, Minh Xuân xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.